Đức Anh xin chào các mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình có một cái súng đinh khách mang đến kêu nó cứ bị xì hơi này. Đây, mình sẽ cắm hơi và kiểm tra nhé. Đấy, bóp này, bóp nó cứ xì. Mọi người nhớ nó cứ xì từ cái đầu ra nhé. Đấy, mọi người cũng đi kiểm tra nhé. Bây giờ tháo ra. Tháo ra xem nguyên nhân tại sao nó xì ở đấy nhé. Đây, mọi người rút cái lưỡi gà ra cho mình. Đây, mọi người vỗ nhá, vỗ nhẹ cho. Đấy. Đây, mọi người nhìn cái gioăng này nó lát chưa? Lát từ lưa luôn. Đấy, cái súng này này, gioăng nó lát ra, nó vỡ ra này. Rất là bẩn, mọi người phải vệ sinh sạch như cho mình nhé. Đấy, trước tiên là vệ sinh sạch đi, vệ sinh thật sạch đi, xong thay cái gioăng này vào nhé. Cái súng bắn đinh ấy mà nó dính tí gợn là nó bắn, nó nhiều người hay kêu bị kẹt ấy, là do vậy đấy. Mình xịt tí cái nước rửa đi cho nó sạch nhé. Cho mọi người lau sạch đi, mọi người kiếm cái rẻ nhé, rẻ sạch nhé, lau thật sạch đi cho mình. Lau kỹ vào nhé, lau kỹ và lau sạch nhé, đừng để cái sạn nó vào nhé. Đấy, lau xong đó, mình sẽ kiếm cái gioăng khác mình thay. Gioăng thì nó có hai loại mọi người nhé, loại có G và loại không G. Đấy, nó là cái không G. Lấy một gioăng, cái một bộ của nó rất nhiều các loại nha, là gioăng hơi này, gioăng phía đít này, xong phía đầu này, đủ hết mọi người nhé. Cái này mà mọi người ở quanh khu vực mọi người không có ấy, mọi người lên Shopee mua cũng có nhé, mọi người tìm kiếm trên Shopee có đó, ấn nó vào này. Ok, những cái gioăng này, cái gioăng này mà nó đã bẹp nhá, mọi người chú ý nhá, thì cái lưỡi gà nó sẽ thò dài hơn, thì mình sẽ biết là do cái nó sẽ bẹp, nó thò dài hơn bình thường nhá. Bình thường nó sẽ thò ra khoảng độ 3 đến 5 ni, nhưng mà tự nhiên nó thò ra 1 phân thì mọi người phải xem xét lại nhá. Là cái lưỡi gà nó đã, cái lưỡi gà nó cái phần búa này nó đập vào đây thì là cái này nó đã lát rồi nhá, thì cái lưỡi gà nó mới thò ra dài nhá. Đây, mọi người cho một chút mỡ vào cho mình. Một chút bôi vào lòng. Cái này nhá, mọi người cho mỡ cũng được mà, hoặc cho cái, nó có cái zin của nó, là có mua súng về thì thường nó hay có cái hộp dầu bảo quản rồi. Đấy, thì mọi người lấy cái dầu bảo quản cho vào cũng ok nhá. Rồi, đây nắp à. Này, cái phần chia gió mất cái đấy cũng được, không sao mọi người nhé. Đây này, cái này là người ta cho keo à, quấn băng tan này. Này, ở đây nó có cái gioăng này luôn. Đây, nó xo. Cái lò xo này nó bị gãy mất một vòng lò xo nha.
bắn nó cũng yếu đi nha, lực nó nghe khác nha. Rồi giờ mình sẽ lắp vào. Nhiều người cũng thắc mắc hỏi mình là bắn tại sao nó ra hai cái đinh liền lúc nhá. Thì thứ nhất là cái phần hơi của súng nó kém này, thứ hai cái lưỡi gà nó cũng kém rồi, thì tốt nhất là mọi người nên thay cả cái lưỡi gà đi thì nó sẽ hết thôi. Đây mình sẽ cấp hơi vào đó, mọi người chưa bắn không có tiếng hơi xì luôn này, ok luôn. Cái này của người ta nó còn đang chơi đến trước cơ. Đồng xoáy chặt quá. Đấy kiểu cái lưỡi nó thò dài quá nên người ta vặn này. Vặn để cái này nó dài ra, mọi người nhìn chú ý ra. Do cái lưỡi nó thò ra dài quá mọi người. Không biết thì vặn cái lưỡi này nó vặn cái phần này nó dài ra. Lưới lại. Rồi ok mình bắn cho mọi người xem. Đấy, lưỡi nó thò ra rất là vừa phải nha. Đấy, hết xì nhá, hết bệnh xì nha. Đấy, tay vẫn bóp này, hết xì này, vừa xong bóp này. Cứ bóp giữ nguyên này nó xì này. Sau cái phần doang lòng nha mọi người nhá. Rồi. Hôm nay chia sẻ đến đây không còn gì để chia sẻ cả. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở mọi người ở những video tiếp theo.